tại nhà máy lương thực thoại sơn một trong năm công ty lương thực trực thuộc tập đoàn lộc trời tại ấp sơn lộc xã vọng đông huyện thoại sơn sẽ diễn ra lễ công bố xuất khẩu lô gạo thơm của tập đoàn lộc trời sang châu âu theo hiệp định evfta Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm chống Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg sẽ lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng 9 năm 2020. Các giống thuộc danh mục gạo thơm xuất khẩu sang EU được hưởng hạn ngạch ưu đãi thuế quan chiếm khoảng 43 đến 46% tổng lượng gạo xuất khẩu hàng năm với khoảng trên 3 triệu tấn. Với sự tích cực chủ động của các cấp các ngành và sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác quốc tế, các nước thành viên EU, việc triển khai hiệp định EVF FTA đã diễn ra khá đồng bộ, tạo sung lực mới cho tăng trưởng và hội nhập quốc tế của Việt Nam, đặc biệt là các mặt hàng nông sản như là thủy sản, trái cây, cà phê và gạo.